Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay. Harry Kane gây bão quyết gia nhập MU. Ten Hag tự tin 100% kéo Mao về MU. Pochettino muốn sau 100 triệu của Real và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Harry Kane gây bão chuyển nhượng, quyết gia nhập MU. Harry Kane chỉ muốn đầu quân quỷ đỏ và sẵn sàng ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm sau nếu Tottenham từ chối bán. Nguồn tin độc quyền của The Sun cho hay Harry Kane sẽ ở lại Tottenham cho đến hết hợp đồng nếu không được phép chuyển nhượng đến MU hè này. Thủ quân tuyển Anh bỏ qua cơ hội ra nước ngoài thi đấu trong bối cảnh Anh chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn tại ngoại hạng Anh của Alan Shearer 48 bàn thắng. Tottenham sẵn sàng bán Harry Kane cho Real Madrid hoặc Bayern Munich. Tuy nhiên, chân sút sắp bước sang tuổi 30 không bận tâm. MU là lựa chọn khả thi duy nhất của Harry Kane trong hè 2023, bởi anh không muốn làm phật lòng fan hâm mộ của Tottenham bằng cách đầu quân cho Chelsea hoặc Arsenal. Gã nhà giàu mới nổi Newcastle khó lòng chi 100 triệu bảng cho một cầu thủ, bất chấp tiềm lực từ giới chủ Ả Rập Xê Út. Liverpool cùng Man City thì đang tìm kiếm tân binh ở những vị trí khác. Bởi vậy, MU cần thuyết phục chủ tịch Tottenham Daniel Levy bán tài sản quý nhất của mình số 1 đối thủ trong nước dù ông không muốn làm điều này. Sun Sport khẳng định, Harry Kane quyết tâm gia nhập đội chủ sân Old Trafford hoặc anh sẽ thực hiện nốt phần còn lại trong hợp đồng. Trường hợp thứ hai khả năng xảy ra cao hơn và tiền đạo số 1 tuyển Anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6 2024. Pochettino muốn chiêu mộ sau 100 triệu của Real. Theo nguồn tin từ Fijazet, tân huấn luyện viên Pochettino của Chelsea đã bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ tài năng người Uruguay Fede Valverde, hiện đang khoác áo Real Madrid. Chelsea sẽ sẵn sàng nỗ lực tài chính lớn để có được sự phục vụ của Valverde. Theo Defensa Central, đội bóng thành London hoàn toàn có thể đặt lên bàn đàm phán lời đề nghị trị giá 100 triệu euro với Real Madrid cho tiền vệ người Uruguay. Con số này chứng tỏ quyết tâm của Chelsea trong việc chiêu mộ trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Ten Hag tự tin 100% kéo Mao về MU. Theo Telegraph cho hay, thuyền trưởng Erik Ten Hag tự tin có thể kéo được Mason Mount về MU. Nhà cầm quân 53 tuổi xem Mason Mount, người chỉ còn một năm trong hợp đồng với Chelsea, là bổ sung tốt cho hàng tiền vệ MU. Theo báo chí Anh, ngôi sao tuyển Anh từ chối gia hạn, quyết định ra đi vào hè này, bất chấp tân thuyền trưởng Pochettino muốn giữ anh ở lại. Liverpool và Arsenal cũng quan tâm muốn có Mason Mount, tuy nhiên Erik Ten Hag lạc quan sẽ giành phần thắng. Ông dự kiến sẽ nói chuyện trực tiếp để thuyết phục ngôi sao 24 tuổi gia nhập Quỷ Đỏ. Chelsea được cho là muốn 85 triệu bảng cho ngôi sao của họ, nhưng MU sẽ phải trả trong khoảng 55 triệu bảng do thời hạn hợp đồng của Mason Mount chỉ còn 1 năm, buộc The Blues phải bán nếu không muốn mất trắng. Có một điều đáng chú ý, hai cựu danh thủ MU là Posco và Roy Keane đều cho rằng Mason Mount không phải là bổ sung cần thiết và phù hợp cho đội bóng cũ. Messi nhận đề nghị khủng từ Ahila. Theo thông tin mới nhất từ Foot Mercato, người đại diện của Lionel Messi và cũng là cha ruột của anh, ông Jorge Messi đã chấp nhận đề nghị chuyển nhượng điên rồ của Ahila. Theo đó, cha của Messi đã gật đầu với mức lương 1,2 tỷ euro trong hai mùa giải mà câu lạc bộ Ả Rập Xê Út gửi cho nhà vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, Messi vẫn được cho là ưu tiên tái hợp Barcelona và quyết định sẽ được đưa ra trong vài ngày tới. Ten Hag đại thanh trừng 13 cái tên rời MU. MU được cho là có 13 cầu thủ chuẩn bị ra đi ở chuyển nhượng mùa hè khi Erik Ten Hag tiếp tục công việc tái thiết lại câu lạc bộ. Tuy không phải hoàn toàn hài lòng, nhưng MU gặt một kết quả khá là tốt trong năm đầu Erik Ten Hag cầm quân giữa bao khó khăn. Đội xếp thứ 3 ngoại hạng Anh trở lại với C1 mùa tới, giành League Cup và có thể thêm chiếc cúp FA vào cuối tuần nếu thắng Man City. Quỷ Đỏ chi hơn 200 triệu ở chuyển nhượng hè trước, nhưng cho thấy cần tiếp tục được nâng cấp nếu muốn đua tranh các danh hiệu ngoại hạng Anh C1. Erik Ten Hag nhắn trực tiếp các xếp bự MU phải chi tiền mua sắm hè. Vị thuyền trưởng được cho là muốn một số 9 đúng nghĩa đẳng cấp hàng đầu, một tiền vệ, một hậu vệ và một thủ môn. Và theo The Mail, trong lúc đang chờ đón những người mới thì có 13 cầu thủ khả năng cao rời khỏi Old Trafford hè này. Những gương mặt được điểm danh như Fred, Dean Henderson, Elanga, Harry Maguire, McTominay, Van der Beek, Eric Bailly, Eric Telles, Brandon mới, William, Wan-Bissaka, Martial, trong lúc Vinzon đã xác nhận ra đi, còn De Gea vẫn chưa ký mới khi sẽ hết hạn hợp đồng vào 30 tháng 6 này. Chelsea có thể sẽ thanh lý 15 ngôi sao. Theo Daily Mail,
tân huấn luyện viên của Chelsea Mauricio Pochettino chuẩn bị bắt đầu đại tu đội hình của mình và sẵn sàng cắt giảm 15 cầu thủ. The Blue đang hy vọng nhận được khoảng 280 triệu bảng tiền bán các ngôi sao và thanh lọc một đội hình công kênh. Những cầu thủ như Aubameyang, Hakim Ziyech, Christian Pulisic và Callum Hudson-Odoi đều được cho là sẽ ra đi, trong khi Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta và N'Golo Kanté đang không rõ ràng về tương lai. Ten Hag tiết lộ kế hoạch giúp Rashford bùng nổ. Dù chỉ có 5 pha lập công mùa trước, Rashford đã bùng nổ với 30 bàn thắng mùa này, cũng chẳng ngạc nhiên khi Rashford vừa nhận cú đúp danh hiệu cá nhân trong gala trao giải của MU mới đây. Trên giờ thăm, Ten Hag đã tiết lộ bí quyết giúp học trò hồi sinh. Tôi làm được gì ư? Rashford là cầu thủ giỏi, cực kỳ xuất sắc và khả năng dứt điểm đáng nể. Bởi vậy trước hết tôi tạo nên nền văn hóa mới để cậu ấy có thể phô diễn hết tài năng. Sau đó tôi sẽ giúp Rashford có thêm động lực và xây dựng lối chơi phù hợp. Cải thiện thể lực cũng là yếu tố quan trọng. Mọi người đừng quên điều đó, khi hội tụ đủ 4 yếu tố, Rashford sẽ ghi bàn. Anh ta có thể đá vị trí tiền đạo cắm, chơi bên cánh trái và cánh phải. Nếu nhìn vào thống kê, dễ thấy Rashford ghi bàn ở khắp mọi nơi, tuy nhiên cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn khi đá cắm hoặc bên cánh trái. Newcastle nhắm chiêu mộ Ferran Torres. Newcastle đang muốn bổ sung lực lượng để hướng đến thành tích cao tại đấu trường châu Âu mùa tới. Và Ferran Torres là cái tên mới nhất trong danh sách chuyển nhượng của chiếc chòe. Tài năng của Ferran Torres đã được khẳng định trong thời gian khoác áo Man City tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên anh lại không thể hiện được mình trong màu áo Barcelona khi chỉ có được 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 44 lần ra sân tại mùa giải này. Lúc đầu Newcastle được cho là muốn có Rafinha cho vị trí tiền đạo cánh, nhưng tờ Daily Mail nói rằng Ferran Torres mới là ưu tiên hiện tại của chiếc chòe. Tuy không thể có được thành công tại Barca vì phong độ thất thường, nhưng Torres cũng đã khẳng định được đẳng cấp trên đất Anh. Quan trọng hơn, tiền đạo này mới chỉ 23 tuổi và còn nhiều tiềm năng để phát triển. Bản thân huấn luyện viên Xavi của Barca cũng muốn bán tiền đạo người Tây Ban Nha để đầu tư vào các mục tiêu khác. Torres hiện tại đang được định giá khoảng 30 triệu euro và với những ông chủ giàu có của Newcastle thì con số này hoàn toàn không phải là vấn đề. Thậm chí Barca còn đang quan tâm đến tiền vệ người Brazil của chiếc chòe Bruno Guimarães và được cho là sẵn sàng chi tới 100 triệu euro cho cầu thủ này. Tuy nhiên thì giờ đây đội bóng xứ Catalan hoàn toàn có thể đưa Ferran Torres vào thương vụ này như một cách để giảm chi phí, chiêu mộ Bruno xuống. Cú sốc Greenwood ở MU. Theo đó Erik ten Hag thừa nhận cũng không biết chắc tương lai Mason Greenwood sẽ đi về đâu, ông không thể đưa ra quyết định vào thời điểm này. Hơn 3 tháng trôi qua, MU vẫn chưa định đoạt tương lai tài năng trẻ, ngày càng có khả năng Greenwood sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Truyền thông tiết lộ tuyển thủ Anh lần cuối khoác áo quỷ đỏ là tháng 1 năm 2022, cảm thấy mỏi mệt khi phải chờ đợi. Anh thừa nhận bản thân có thể không chơi cho MU thêm lần nào nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!